Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình cùng luyện thi học kỳ 1 toán 4, đề số 5. Một phần trắc nghiệm 4 điểm. Khoanh tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, số gồm 8.030.607 đơn vị là đáp án A, B, C, D. Đáp án nào là đáp án đúng? C là đáp án đúng, chính là số 8.030.607 gồm 8.030.607 đơn vị. Câu 2, số nhỏ nhất trong các số có 4 số ở đề 3. Trong các số này thì số nào là số nhỏ nhất? A, B, C, D. Đáp án đúng là đáp án nào? D. Đúng. Câu 3, làm tròn số 78.351.829 đến hàng trăm nghìn được số nào? D. Tại sao chúng ta lại chọn D? Khi làm tròn đến hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn là 3. Nếu hàng liền sau nó bằng 5 hoặc lớn hơn 5 thì ta sẽ làm tròn lên, tức là cộng thêm 1 đơn vị vào hàng trăm nghìn. 3 đằng sau là 5 thì làm tròn lên thành 4. Và các hàng liền sau sẽ là 0. Vậy sẽ là 78.400. 78.400.000. 78.400.000. Câu 4, lễ kỷ niệm 600 năm ngày sinh của Đại Thi Hào Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Vậy Đại Thi Hào Nguyễn Trãi được sinh ra ở thế kỷ nào? Chúng mình ôn lại. Thế kỷ là một đơn vị đo thời gian. Một thế kỷ bằng 100 năm. Và viết thế kỷ người ta viết bằng số La Mã. Chúng mình lưu ý. Tại sao chúng mình lại chọn B? Lễ kỷ niệm 600 năm ngày sinh của Đại Thi Hào Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Vậy ngày sinh của Đại Thi Hào ta lấy 1980 trừ đi 600 thì sẽ là 1380. Vậy đó là thế kỷ 14. B là đáp án đúng. Câu 5. Hình có hai góc nhọn, hai góc tù và hai cặp cạnh song song là hình nào? Đó là hình A, hình bình hành. Hình bình hành có hai góc nhọn này, đó. Hai góc tù và hai cặp cạnh song song, đó là cặp cạnh chiều dài và cặp cạnh chiều rộng. Câu 6, trong số 801.535, giá trị của chữ số 8 hơn giá trị của chữ số 1 là? Chúng mình xác định chữ số 8 ở hàng nào? Hàng trăm nghìn, vậy giá trị sẽ là 800.000. Chữ số 1 ở hàng nghìn, vậy giá trị là 1.000. Muốn biết giá trị của chữ số 8 hơn giá trị của chữ số 1 là bao nhiêu thì ta lấy 800.000 trừ 1.000 bằng bao nhiêu? Bằng 799.000. Kết quả của phép trừ chính là giá trị của chữ số 8 hơn giá trị của chữ số 1. Vậy giá trị của chữ số 8 hơn giá trị của chữ số 1 là
799.000 đơn vị. B là đáp án đúng. Câu 7. Số thứ 8 trong dãy số 212, 232, 252, 272 là đáp án A, B, C, D. Chúng mình chọn đáp án đúng. Số thứ 8. Đây là dãy số theo quy luật là tăng thêm 20. Số liền chúng ta thấy cái số liền sau là tăng thêm 20 đơn vị. Đúng không? Vậy số thứ 8 đó là 352. A là đáp án đúng. Câu 8. Có 3 xe chở thóc về một cơ sở xay sát. Mỗi xe có 40 bao và mỗi bao đựng 5 yến thóc. Cơ sở xay sát đó mất 1 giờ 45 phút để xay sát xong 1 tấn thóc. Vậy thời gian để cơ sở đó xay sát hết số thóc trên là bao nhiêu phút? Chúng mình suy nghĩ, chúng mình đọc và phân tích xem bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì. Chúng mình làm ra ngoài nháp hoặc làm vào vở, sau đó đối chiếu với đáp án của cô giáo. Đáp án đúng là C, 450 phút. Chúng ta giải thích tại sao lại chọn đáp án C. Chúng mình sẽ tính xem là 3 xe chở thóc thì chở tất cả là bao nhiêu thóc. Biết rằng mỗi xe có 40 bao và mỗi bao đựng 5 yến. Vậy ta tính số thóc của một xe. Đúng không? Ta tính số thóc của một xe rồi lấy số thóc của một xe nhân với 3 thì ra số thóc của 3 xe. Đúng không? Rồi ta đổi 1 giờ 15 phút bằng 75 phút. Vậy là cứ 1 tấn thì là xay hết 75 phút. Vậy số thóc ta đổi về tấn. Đúng không? Rồi ta chia cho 75. Kết quả của phép chia chính là số thời gian để xay hết số thóc. Đó. Chúng mình tính tổng số thóc của 3 xe đổi ra đơn vị tấn, rồi chia cho thời gian xay của 1 tấn. Kết quả của phép chia chính là số thời gian để xay hết số thóc của cơ sở đó. Phần 2 tự luận. Bài 1 đặt tính rồi tính. Chúng mình tự tính rồi chúng mình đối chiếu với bài của cô. Nếu ai quên cách thực hiện phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, chúng mình mở video bài phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia để ôn lại. Sau đó đối chiếu với bài của cô giáo. Bài 2, điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Chúng mình thực hiện phép tính rồi đổi về cùng đơn vị đo. Sau đó chúng mình so sánh. Phép so sánh đầu tiên, dấu lớn, dấu lớn, dấu bằng, dấu bé. Chúng mình thực hiện tính, rồi đổi, sau đó chúng mình điền dấu. Bài 3, tính bằng cách thuận tiện nhất. Chúng mình sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp. Chúng mình ghép những số khi thực hiện với nhau để trở thành số tròn trăm, tròn chục, tròn nghìn, tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn để chúng mình thực hiện. Đó. Bài 4. Đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Trong hình vẽ trên, AHEB là hình thoi. AHEB là hình thoi.
Sai đúng. Sai. Đó là hình bình hành, không phải hình thoi. Tiếp. B có hai đoạn thẳng song song với đoạn thẳng AH. Đúng. Đoạn thẳng AH đây. Song song với đoạn thẳng EB. Song song với đoạn thẳng DC. Câu C, góc đỉnh E. Góc đỉnh E cạnh EA, EC có số đo là 90 độ. Sai, đây là góc bẹt. Góc đỉnh A, góc đỉnh E cạnh EA và EC, đây là góc bẹt là 180 độ. Đây là sai. Câu D, diện tích của phần tô màu. Diện tích của phần tô màu là 1.600 cm², đúng hay sai? Đúng. Mỗi một ô này có cạnh là 1 dm. Vậy chúng mình thực hiện tính diện tích, hoặc chúng mình đếm xem có bao nhiêu ô, đúng không? Chúng mình tính diện tích là decimet vuông, sau đó chúng mình đổi ra centimet vuông. 1 decimet vuông bằng 100 centimet vuông. Câu 5, bố mẹ có một mảnh đất hình chữ nhật dài 30m và rộng 8m. Lúc đầu, bố mẹ chia cho người anh diện tích đất lớn hơn người em. Vì thương em nên người anh đã lấy 20m² đất của mình cho người em. Khi đó, diện tích đất của hai anh em bằng nhau. Diện tích đất. Tính diện tích đất bố mẹ chia cho người anh lúc đầu. Chúng mình đọc và suy nghĩ xem bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì. Sau chúng mình suy nghĩ cách làm. Lúc đầu diện tích của người anh và diện tích của người em, chúng mình quan sát hình ảnh minh họa. Còn hiện tại diện tích đất của người anh và diện tích đất của người em đã được chia đều. Vậy đầu tiên ta tính tổng diện tích đất bố mẹ chia cho hai anh em. Ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng. Vậy diện tích là 240m². Ta lấy chiều dài là 30 nhân chiều rộng là 8 bằng 240m². Lúc đầu diện tích đất của người anh lớn hơn diện tích đất của người em là 20 cộng 20 bằng 40m². Diện tích đất bố mẹ chia cho người anh lúc đầu là lấy tổng cộng hiệu chia cho 2. Tổng diện tích là 240. Cộng hiệu là 40 chia cho 2 bằng 140m². Đáp số 140m². Vậy là diện tích đất bố chia cho người anh lúc đầu là 140m². Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để xem được đầy đủ bộ video của cô giáo. Một số video đặc biệt chỉ những ai đã đăng ký kênh thì mới xem được. Xin chào và hẹn gặp lại.